chiều buồn dần mênh mông sương khói bay bay vào thinh không, thoáng trong gió âm bao tấm lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bằng tấm lòng từ bi bao dung cứu chúng sinh thoát khỏi đau thương, vầng dương sáng trong tâm Đức Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thượng tọa, chư đại đức hiền tiền tăng chứng minh. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày mùng 8 tháng 12 năm Nhâm Dần. Hàng đệ tử chúng con có duyên sự xin cúi đầu đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, trên được sự gia hộ của mười phương chư Phật, dưới được sự lưng mừng chứng minh của hiện tiền hòa hợp tăng già, sự hộ niệm của đại chúng, chúng con được quỳ dưới chân của quý ngài quả là một phúc duyên thù thắng. Đã bao kiếp mê mờ trong bóng tối, tìm kiếm đường đi trong một thế giới mù mịt, chúng con như những gã cùng tử lang thang vất vưởng trong đêm tối vô minh, đầy ngu si và tội lỗi. Phải chăng sinh ra trên cuộc đời này để rồi tất cả mưu sinh với cơm áo gạo tiền, hay mãi đắm mình trong lạc thú xa hoa, trong vòng danh lợi có vào mà chẳng có đường ra? Có những lúc nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời, những gì đã qua, những gì hiện hữu và những gì sắp tới, chúng con lạc lõng giữa biết bao suy nghĩ và lòng chung chinh không định hướng. Lớn lên từng ngày theo cuộc sống và nhận thấy được nhiều điều sự bất hiếu, hắc hủi, đánh đập, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trong những giây phút ly biệt ra đi mãi mãi, lòng chúng con se sắt lại. Bao ngày tháng lớn lên là một sự chiêm nghiệm quý báu của chúng con. Về cuộc đời này, cuộc đời có lắm nụ cười nhưng cũng nhiều niềm đau và nước mắt. Những tưởng sẽ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi bất tận, nhưng không, có lẽ tất cả chúng con có đủ duyên lành nên được sinh làm người, lại sớm biết ngôi Tam Bảo, gần gũi Phật, Pháp, Tăng. Khi được nghe và hiểu biết ít nhiều về giáo lý Đức Phật dạy, nên chúng con đã tỏ ngộ, biết được cuộc đời này là vô thường giả tạm, có sinh ắt có tử, có thành thì có hoại, có hợp có tang. Nếu sống ở thế gian, chúng con có giàu sang, hiển đạt, vinh quang tột đỉnh, danh tiếng rạng ngời, dù cho ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè là bậc chí thân đi nữa, mà trên nẻo đường vui khổ ai ai cũng sai khác, không ai thay thế cho ai được. Do đó, chúng con mới nhận ra chỉ có con đường hành đạo theo dấu chân Đức Thế Tôn thì mới hết khổ được vui, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ. Nếu cứ quay quẩn ngày qua tháng lại, tháng chúc bạc đầu cảnh khổ lì thế gian, khó mong giải thoát. Vì vậy nên từ lâu chúng con nuôi dưỡng trong lòng một ý muốn xuất gia tu hành giải thoát. Hôm nay
chúng con có đủ thượng duyên được trên Thầy cùng chư Tôn Đức Tăng từ bi quang lâm đàn tràng chứng minh gia hộ. Tất cả đệ tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ kính thỉnh trên Thầy cùng chư Tôn Đức Tăng lân mừng thương xót thế pháp cho chúng con xuất gia tu hành làm chủ thân tâm, sống đời tỉnh thức, cúi mong trên Thầy cùng chư Tôn Đức Tăng từ bi thế pháp cho chúng con được trường thừa công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Phật. Thế pháp xuất gia rất là quý báu, công đức rất lớn. Xuất gia một ngày, công đức bằng tu tại gia một năm. Trước khi cử hành lễ thế pháp xuất gia, Thầy sẽ hỏi các chú một số câu hỏi. Nếu có thì các chú trả lời mô Phật có. Nếu không thì các chú trả lời mô Phật không. Trước khi Thầy hỏi những câu hỏi, Thầy sẽ giải thích về tội ngũ nghịch, có nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Còn từ hoàng môn có nghĩa là người bán nam bán nữ. Phi nhân là không phải người mà thuộc về thế giới khác. Bây giờ các chú lắng nghe, Thầy sẽ hỏi và các chú sẽ trả lời. Các chú có phạm tội ngũ nghịch không? Không. Các chú có phải là hoàng môn không? Không. Các chú có phải phi nhân không? Không. Các chú có mắc nợ người không? Các chú có phải là đầy tớ trốn bỏ đi xuất gia không? Không. Các chú có bị bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm, bệnh ung thư, bệnh thần kinh hay không? Không. Tốt lắm. Như vậy các chú không vướng vào các chướng nạn của người xuất gia. Thầy xin thay mặt chư tăng chúc mừng các chú đã đủ điều kiện, đủ phước đức để được xuất gia ngày hôm nay. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay chúc mừng. Các chú nên biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, lòng tin khó sinh, sáu căn khó đủ. Ngày nay các chú có được thân người, được nghe Phật pháp, được quy y Tam Bảo, lại phát tâm xuất gia, thật là đại nhân duyên, phước đức, căn lành nhiều đời mới được. Tuy nhiên, để việc xuất gia được trọn vẹn, các chú phải hiểu thế nào là xuất gia. Xuất gia là ra khỏi nhà. Xuất là ra, gia là nhà. Xuất gia có ba nghĩa. Một, ra khỏi nhà thế tục. Hai, ra khỏi nhà phiền não. Ba, ra khỏi nhà tam giới. Một, ra khỏi nhà thế tục. Bước đầu người xuất gia ra khỏi nhà thế tục gọi là cát ái ly gia, nghĩa là cắt đứt tình cảm luyến ái gia đình để đến chùa tu học sống đời phạm hạnh. Hai là ra khỏi nhà phiền não. Phiền não là tham, sân, si. Do ba độc này mà chúng ta tạo nghiệp xấu để rồi trôi lăn trong vòng lục đạo luân hồi khổ.
Người xuất gia cần phải đoạn trừ 3 là ra khỏi nhà tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì ba cõi này còn nằm trong luân hồi đau khổ, nên người xuất gia cố gắng tu tập vượt qua để đạt cảnh giới giác ngộ giải thoát niết bàn. Trước khi xuất gia, các chú phải nghĩ tưởng đến ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhờ cha mẹ chúng ta mới có thân này. Nhờ cha mẹ tạo thuận duyên nên hôm nay chúng ta mới được xuất gia. Ơn này rất lớn, khó có thể đáp đền. Cho nên để phần nào bày tỏ tấm lòng tri ân, báo ân của mình đối với cha mẹ, giờ này các chú hãy hướng về cha mẹ của mình để lạy tạ. Vì khi xuất gia rồi, chúng ta không còn cơ hội lạy cha mẹ nữa. Vì sao vậy? Vì người xuất gia sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, trong khi đó người tại gia có 5 giới. Người xuất gia lạy người tại gia thì người tại gia sẽ tổn phước. Cho nên trước khi xuất gia, chúng ta hãy lạy tạ tri ân cha mẹ. Con xin quỳ lạy mẹ cha, rời nhà thế tục xuất gia tu hành, trả ơn nuôi dưỡng sanh thành, theo gương sư phụ thực hành lợi tha. Nay mang dòng họ Thích Ca, hoằng truyền giáo lý vị tha vào đời, xuất gia chí nguyện tuyệt vời, sống đời phạm hạnh xa rời khổ đau. Hôm nay hạnh phúc bên nhau, nguyện tu thật tốt, mai sau độ đời. Thời giờ này con xin mời quý chú nghe một tiếng chuông và lạy tạ ân cha mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Thiện Đức chứng minh, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con thành kính Hòa Thượng Thích Chân Tính, Đạo trưởng Tổ đình Chùa Hoằng Pháp, cùng chư Tôn Thiện Đức Tăng cử hành nghi thức thế pháp xuất gia cho các thiện nam tử. Con xin cung kính quý Ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Các thiện nam lắng nghe. Ba đời chư Phật đều do xuất gia mà được thành đạo. Lịch đại tổ sư truyền Phật tâm ấn đều là bậc sa môn. Các chú từ vô lượng kiếp đã sâu trồng căn lành, nên nay được theo Phật xuất gia tu hạnh Bồ Đề. Song hạnh ấy quyết do nhờ giới mà sinh. Giới là vị đạo sư của Tam Thừa, là con đường tắt vào Niết Bàn. Chư Phật quá khứ nhân giới mà thành đạo, hiện tại Bồ Tát lấy giới mà độ sinh, vị lai người tu hành nhờ giới mà giải thoát. Thiền định, trí tuệ lấy giới làm nền tảng. Môn đức trang nghiêm, giới là căn bản. Cho nên giới là đầu của ba môn học vô lậu, là nền tảng của môn pháp lành. Giới đức huân tu, nước định lóng lặng, bát nhã thánh trí nhân đây mà phát. Do trí đây
chiếu phá chủng tử vô minh. Sinh tử vị lai từ đây mà dứt. Tôi nay sẽ rưới nước cam lồ trên đỉnh môn, khiến cho thân tâm của các chú được thanh tịnh, phiền não tiêu trừ, bèn thành pháp khí. Các chú đã cạo tóc xuất gia rồi, bởi vì có nhân lành đời trước cho nên nay được tướng đầu tròn, mặc áo giải thoát, ra khỏi trần lao, vượt hẳn lưới ái, nương theo Phật mà ở, nghe giáo pháp tỏ lòng, đối với các luật nghi không được trái phạm, thường thường phải cúng dường tam bảo, siêng tu ba nghiệp, tọa thiền, tụng kinh, siêng làm các việc trong chúng. Nếu Hòa Thượng A Xà Lê có dạy rằng không được chống trái đối với bậc thượng trung hạ tọa, tâm thường cung kính, tinh tấn hành đạo để trả ơn cha mẹ, truyền pháp lợi sinh để trả ơn đức thầy, oai nghi đi đứng cần phải theo pháp luật, sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe, nói năng chậm rãi, giữ mình nghiêm chính, thường xét lỗi mình, đừng nói xấu lỗi người, ngăn ngừa vọng tâm, xa lìa tội lỗi, thân nhiếp sáu căn, nam nữ riêng biệt, tăng tục có phận, không phải bậc hiền chớ làm bạn, không phải bậc thánh chớ tôn, ca sa bình bát chớ rời, tinh chuyên tu hành, siêng nhớ nghĩa lý trong kinh, ôn cũ biết mới, nghiên tầm cả tam tạng, tùy thời lợi sinh, như thế thời ngăn ba đường ác, mở cửa niết bàn. Trí bát nhã thường sáng, tâm bồ đề không lui sụt, dụng tâm như thế mới thật là đệ tử của Phật. Các chú cố gắng ghi nhớ những lời nhắc nhở này. A-di-đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên nương sư cùng hiện tiền chư tôn đức tăng, chúng con thực vô cùng sung sướng, không biết mình có phúc duyên gì mà hôm nay may mắn đối trước tam bảo, được trên ân sư cùng chư tôn đức tăng từ bi quang lâm chứng minh thế pháp cho chúng con chính thức trở thành hình tướng của tăng bảo với quy giới trang nghiêm, làm cho trí mở tâm khai, vơi đi rất nhiều ưu tư phiền não. Với tất cả chúng con, đây là những giờ phút trọng đại, thiêng liêng và đẹp đẽ nhất
trong cuộc đời, đánh dấu một bước ngoặt lớn trên con đường cắt ái tự thân để tìm về với vùng trời chân lý. Từ nay, chúng con không còn lạc lõng bơ vơ giữa muôn lối tự sinh, vì đã tìm được nơi nương tựa thực sự. Chúng con vô cùng cảm động, nhận thấy trên ân sư cũng như chư tôn đức tăng, vì lòng bi mẫn xót thương, quý Ngài đã không từ khó nhọc ban bố phước lành cho chúng con. Nhờ đó mà giờ đây chúng con có được vẹn tròn giới thể vận tiến tu hành. Giờ đây quỳ trước bảo điển trang nghiêm, lư trầm quyền khoái, chúng con không biết lấy gì để đền đáp những thâm ân to lớn ấy. Chúng con chỉ biết đê đầu bái tạ trên ân sư cùng chư tôn đức tăng, xin nguyện suốt đời dự đạo, tinh tấn tu hành, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng học Phật Pháp, luôn thực thi hoài bão cuộc đời là trên cầu thành Phật dưới độ chúng sanh, để không phụ công ơn của ân sư cùng chư tôn đức tăng. Chúng con cũng thành tâm nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ân sư cùng chư tôn đức tăng được pháp thể khinh nang, tệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng đại thọ che mát. Chúng con vẫn bước tiến tu trên lộ trình giác ngộ giải thoát, ngưỡng mong trên ân sư cùng chư tôn đức tăng từ bi thương xót chứng minh nạp thọ. Tất cả chúng con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy mẹ con đi xuất gia tu học kể từ đây, lạy mẹ con đi bước theo ánh đạo từ bi, nghĩa ân của mẹ trọn đời con không quên. Lạy mẹ con đi cách xa gia đình từ đây, vào nhà Như Lai tiến tu tam nghiệp tịnh thánh, mai sau trở về lợi lạc cho thế nhân. Mẹ ơi, con biết rằng tình mẹ thương con không muốn cách xa con khờ, nhưng vì chỉ nguyện riêng con nên mẹ ngăn lẽ nuốt sầu tiếng con đi. Mẹ ơi, theo ánh đạo ngày ngày an vui tu học, nhân nghĩa chi bi trau dồi, đêm ngày hết lòng nói gương theo thầy chuyên cần, phát nguyện theo bước Như Lai. Lạy mẹ con đi bước theo sư phụ hành lợi tha, nguyện cầu Như Lai sáng soi trí tuệ đời con,